Hello, xin chào các bạn và các em. Mình là David Nguyễn ha. Trong cái video này, hy vọng là ngắn thôi, 5-6 phút thôi. Mình chỉ cho các bạn một ít cái kinh nghiệm. Đây, đây là cái miếng da này là một số học sinh của mình học xong, họ để lại, họ quăng đi. Không? Cho nên mình lượm lại. Thì như các bạn thấy đó, trên đây đó là mình sẽ chỉ cho những cái bạn, những cái lỗi thông thường. Không? Ví dụ như mình nhìn cho cái này. Các bạn thấy không? Đó. Này cái lỗi thông thường đấy, nó có rất là nhiều cái lỗi thông thường trên cái này, như các bạn thấy đây. Ví dụ như cái stroke đây nè, đây trong cái này nè, có một cái stroke này là nó đi ra ngoài khung nè, đó thấy không? Đó là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ nhì đó là các bạn thấy không? Mấy cái đường này là đi dày là không được này. Đi này là broken nè, nhìn nó rất là nó gãy khúc nè. Cái chỗ này là cái chỗ transition là đi vậy là không được nè, đó. Cái vết đi á, cái đường đi á là không có đẹp, không có thanh. Đó, đồng thời cái hướng đi các bạn thấy không? Chỗ đây là hai ba cái bốn năm cộng nó cắt vô nhau nè, cái hướng đi không đúng, không 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 đều nè. Đó. Rồi những cái cộng này nè, đó, cộng thì nó gần, cộng thì thưa, cộng này gần quá, cộng thưa, các bạn thấy không? Đó. Rồi cái spine ha, cái spine nè, cái spine không có cái spine, spine không có cái spine gì hết. Đó, các bạn thấy chưa? Upper stroke đi như vậy là không được nè, thấy chưa? Đó, cho nên phải tập luyện nhiều, tập luyện rất là nhiều. Ha. Lower stroke là mình phải đi cho nó đều đặn. Không? Cộng này cắt cộng kia là nó cái khoảng cách từ cái cộng số 1 tới cái cộng này tới cộng kia đó. Là nó phải đều nhau. Không? Không? Đây là upper stroke, nó đi vậy cũng không được nè. Đó, đây đây các bạn thấy chưa? Upper stroke như cái cộng này đây nè, nó đi nó dính với cái cộng mấy bên trên đây là không được. Phải hở ra chút xíu. Không? Đó, các bạn thấy chưa? Transition stroke là broken. Và tất cả nhiều cái cộng mà đi nè, hở quá hở. Cộng này là quá hở nè. Đó. Cộng này là quá hở nè. Đó, có một cái lỗ hổng ở đây. Đồng thời là đó. Còn cái chỗ đây là upper stroke, đây là mình chỉ cho cô ta. À, mình chỉ cho cái người học sinh này. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Đây nè. Đây là như đây cái này rất là thông thường, những cái lỗi này rất là thông thường các bạn thấy không? Đó. Cái set upper stroke này nè. Cái set đầu tiên, cái set kế tiếp là nó thưa ra nè. Cho nên là các bạn sẽ thấy là từng set một là nó hở ra với nhau nè. Nhìn là nó không có đều, nó không có đều đặn, nó không có nhập với nhau. Đó. Cái set đầu tiên đây với cái set đây. Với cái set thứ ba này, thứ tư này thấy không? Nó có nhiều cái kẽ hở nè, ở ngay đây. Nhiều cái hở nhìn rất là xấu. Đó. Cái lỗi lầm ở cái này các bạn thấy không nè. Đi không có kín vô cái spine. Đi không có kín vô cái spine. Đây nó nè. Đó. Mà transition stroke. Đó, đây transition stroke đi không có được đúng ha. Nó rất là nhiều lỗi lầm cho nên các bạn phải cố gắng làm những cái bây giờ các bạn làm thì nó còn rất là xấu, ví dụ nó còn xấu thì các bạn phải giữ giữ mấy cái miếng này lại, đừng có vắt đi, lau cho nó sạch sẽ, cất giữ nó đi. Đó, còn mấy tuần nữa các bạn mang ra coi là sẽ cảm thấy mình so sánh ha. Mình xem là mình tiến bộ cỡ nào rồi, nhưng những cái lỗi thông thường của mình là cái gì thì các bạn phải sửa ha. Đây là upper stroke đi không đúng nè. Lower stroke ở dưới đây mà đang không là mình cắt thẳng lên trên đây là không đúng ha. Đi không có đúng theo cái spine, đi cố phải vẽ cái spine ha. Đó, đây là những cái lỗi thông thường của những người mới học ha, không thành vấn đề. Đó, không thành vấn đề, mình phải nhìn ra cái lỗi lầm của mình rồi mình phải cố gắng mình sửa. Đó, mình đi qua bên đây mình coi coi. Bên đây có lẽ là cái ngày thứ hai cho nên là đi cái stroke nó đỡ hơn. Đó, cái stroke nó đi đỡ hơn. Ừ, nhưng mà vẫn còn problem, vẫn còn vấn đề. Không? Cái set đầu tiên, cái set thứ hai, thứ ba, thứ tư trong giữa những cái set này đó, vẫn còn khoảng trắng này các bạn thấy không? Tưởng tượng như là đây là một mình xếp lên một chồng đũa, cái chồng đũa này nó khác với chồng kế tiếp này. Nó hở ra này các bạn thấy không? Đó. Cho nên các bạn phải nhìn ra chỗ đây hở ra quá nhiều này. Đó. Đó. Đây spine không có đi, không có đều vô cái spine, không có đều vô cái xương. Các bạn thấy không? Đó. Cái này là mấy cái shop này đi không có đều. Không? Một cái nữa các bạn nhớ nha, đi á, một khi thực tập trên da đó là các bạn phải đi hết nguyên một miếng da, cố gắng đừng có chừa ra cái khoảng trống nào nha, phải cố gắng tập cái tính tiết kiệm. À, cái miếng da này nói chung thì nó không có bao nhiêu tiền, chỉ có 8-10 ngàn đồng Việt Nam thôi, nhưng mà phải tập cái tính tiết kiệm. À, ví dụ như giữa những cái khoảng, giữa những cái này nè, các bạn thấy không? Khoảng trống đấy là vẫn xài được nè, phải cố gắng tỉ mỉ. À, là người thợ làm mấy cái làm người artist mà mình làm mấy cái này là về nghệ thuật, nhưng mà phải biết cái tính tiết kiệm không? Hoặc là giữa hai đây này các bạn không có cần vẽ nữa,
Đó. Giữa ngay đây là có thể là các bạn thực tập được nè, đó, không có nên bỏ trống nha, đừng có lãng phí, đừng có lãng phí. Đó. Cái này là những học sinh của mình họ học xong họ quăng cái sọt rác, mình lượm và mình rửa đi, mình giữ lại để mình chỉ với các, để mình kiểm tra xem là cái việc họ làm như thế nào. Đó. Ok, vậy thôi, vài điều thông dụng mình chỉ cho các bạn nhớ nha, đừng có lãng phí, cố gắng thực tập. Một ngày mà các bạn đi kín một phần miếng da này là các bạn khá ha, mỗi ngày là đi nguyên miếng này ha. Như mình là mình đi đó, mình tập những tay phải mà còn phải tay trái đó, tập cả hai đó, phải cố tập đó. Cố tập như những chỗ đây nè, ví dụ như cái chỗ đây mình chỉ các bạn, ví dụ như chỗ đây rồi ha đó, các bạn không có cần phải phải lãng phí ha. Ví dụ những cái chỗ đó là không có cần vẽ nữa đó, không cần vẽ nữa đó, đi những đây lên đây có thể tập upper stroke mà không cần vẽ ha. Đây là những cái khoảng này là có thể tập upper stroke mà thấy chưa đó, đi upper stroke đó, tập đừng có lãng phí đó, lấy tập upper stroke nè đó, là đi vô đó, ok rồi như đó ta chỉ cho các bạn một vài lỗi thông thường ha, cố gắng rồi, cảm ơn các bạn nhiều, thank you and goodbye.